một người đưa thư đã tiết lộ vị trí của chỉ huy quân sự cấp cao nhóm Hamas Mohammed Deib cho Israel giúp nước này thủ tiêu nhà lãnh đạo quân sự của nhóm quân Palestine. Theo Al Abrabiya, một người đưa thư của Mohammed Sabanet, chỉ huy lữ đoàn Rafa của Hamas, chính là người đã tiết lộ địa điểm cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo quân sự Hamas Mohammed Deib và thủ lĩnh lữ đoàn Khan Yunis Rafa al-Salamet, giúp Israel tiêu diệt ông Deib ngay lập tức người cung cấp thông tin xuất thân cho một gia đình danh giá ở rafa trước đây từng tiết lộ vị trí của ông sabanet chỉ huy lữ đoàn rafa của hamas đã may mắn sống sót sau cả ba âm mưu ám sát kể từ khi xung đột nổ ra ở gaza Nhân vật này đang bị thẩm vấn, anh ta cũng đã cung cấp cho lực lượng phòng vệ Israel bản đồ đầy đủ của Rafa, gồm cả mạng lưới các đường hầm, nơi sản xuất vũ khí, chất nổ, tên lửa và máy bay không người lái. Người này thừa nhận Israel đã chỉ thị cho anh ta thông báo cho họ ngay khi biết Deif có mặt tại địa điểm mà Salamed ẩn nấp. Trong khi phát thư, người đàn ông này phát hiện chỉ huy quân sự Deif tại khu vực đó và báo cho Israel để thực hiện vụ ám sát. Người đưa thư trên cũng thú nhận đã tiết lộ vị trí của nhiều quan chức Hamas cho Israel trong khi làm nhiệm vụ chuyển thông điệp cho người đứng đầu lữ đoàn Rafah, rồi sau đó lại chuyển chúng cho các quan chức khác ở Rafah và tới các địa điểm khác ở Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel IDF hôm 1 tháng 8 xác nhận, thủ lĩnh quân sự Hamas Mohammed Daib đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của nước này. Thủ lĩnh quân sự của Hamas Muhammad Deib đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của nước này ở phía nam giải Gaza vào tháng 7. Vào thời điểm thực hiện vụ tấn công, các quan chức Israel cho biết có nhiều dấu hiệu cho thấy hành động này đã thành công, song mãi tới ngày 1 tháng 8 mới có thể xác nhận ông Muhammad Deib đã thiệt mạng. Ông Muhammad Deib, 58 tuổi, là chỉ huy trưởng của lữ đoàn Qasam, cánh quân sự của Hamas kể từ năm 2002 và là một trong những nhân vật bị Israel truy lùng gắt gao. Ông đã giúp thiết kế mạng lưới đường hầm ngầm chạy dưới Gaza và vào Israel. Ông bị cho là người lên kế hoạch cho vụ tấn công ngày 7 tháng 10 vào phía nam Israel, khiến 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị đưa tới Gaza làm con tin. Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề nghị lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei phản ứng kiềm chế sau vụ thủ lĩnh Hamas bị ám sát ở thủ đô Tehran. Ông Putin cũng khuyên là không nên tấn công dân thường Israel theo hai nguồn tin cấp cao của Iran, chia sẻ với hãng tin Reuters vào ngày 6 tháng 8. Hai nguồn tin cấp cao Iran cho biết, thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu đã chuyển thông điệp của Tổng thống Vladimir Putin tới giới chức Iran nhân chuyến thăm của ông đến Tehran vào ngày 5 tháng 8. Hai nguồn tin Iran giành rẽ về cuộc họp ở Tehran cho biết Iran cũng thúc ép Moscow cung cấp cho nước này máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 do Nga sản xuất. Hãng thông tấn nhà nước AIA vào ngày 6 tháng 8 đưa tin ông Shoigu cho biết đã thảo luận về vụ ám sát thủ lĩnh Hanije trong chuyến thăm Tehran. Trong khi đó, nguồn tin của Reuters không cung cấp chi tiết về các cuộc hội đàm của ông Shoigu trong chuyến thăm Tehran. Theo nguồn tin của Reuters, chuyến thăm của ông Shoigu là một trong nhiều con đường mà Moscow đã sử dụng để truyền đạt tới Iran thông điệp về sự cần thiết phải kiềm chế để tránh xung đột lan rộng ở Trung Đông. Đồng thời, Moscow lên án vụ ám sát thủ lĩnh Hamas là hành động rất nguy hiểm. Các nguồn tin cho biết Trung Đông đang trên bờ vực của một cuộc tấn công lớn và những người đứng sau vụ ám sát rõ ràng đang cố gắng gây ra một cuộc xung đột như vậy. Nga đã vun đắp mối quan hệ chặt chẽ hơn với Iran kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Ukraine. Moscow cũng cho biết họ đang chuẩn bị ký một thỏa thuận hợp tác rộng rãi với Tehran. Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Iran chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó Iran tuyên bố nước này không muốn leo thang căng thẳng nhưng Israel cần bị trừng phạt để tránh gây thêm bất ổn. Tại Washington, một quan chức của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 5 tháng 8 cảnh báo về những rủi ro của một cuộc xung đột khu vực quy mô lớn quan chức này nhấn mạnh rằng quy mô phản ứng của Iran và lực lượng Hezbollah sẽ là yếu tố chính quyết định mức độ của một cuộc xung đột tiềm tàng. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Washington đang làm mọi cách có thể để ngăn cản tất cả các bên không đi đến mức không thể quay lại. Người này nhấn mạnh các quốc gia khác trong khu vực và châu Âu nên làm nhiều hơn nữa. Một quan chức Qatar cho biết Doha đang liên tục thảo luận với Iran để giảm bớt căng thẳng bất chấp những nỗ lực của các quốc gia phương Tây và khu vực nhằm thuyết phục Iran trả đũa một cách có chương mực hoặc không trả đũa, Tehran đã nói với các quan chức nước ngoài rằng họ sẽ đáp trả khốc liệt. Thông tin này được bốn nguồn tin Iran xác nhận độc lập với hãng tin Reuters. Tại Lebanon, một nguồn tin thân cận với lực lượng Hezbollah cho biết một cuộc tấn công trả đũa là không thể tránh khỏi và ngoại giao không còn khả quan. Nguồn tin cũng khẳng định Iran muốn cuộc tấn công đó cứng rắn nhưng không mong kéo theo xung đột toàn khu vực. Tuy nhiên, nguồn tin nghĩ rằng điều này không loại trừ khả năng xảy ra xung đột ở Lebanon giữa lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn và Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant vào ngày 5 tháng 8 yêu cầu quân đội phải sẵn sàng cho mọi tình huống, kể cả việc chuyển sang thế tấn công nhanh chóng. Căng thẳng đang gia tăng ở Trung Đông khi Iran chuẩn bị trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran. Người ta dự đoán Iran và Hezbollah sẽ tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào Israel vì vụ sát hại các quan chức Iran và Beirut. Cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông sau khi Iran tuyên bố sẽ trả thù vụ ám sát thủ lĩnh phe phái chính trị Hamas. Israel không xác nhận, cũng không phủ nhận sự liên quan đến vụ ám sát. Chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh, Thiếu tướng Hossein Salami cho biết, trong thế giới ngày nay, bạn phải mạnh mẽ để tồn tại hoặc đầu hàng, không có lập trường trung dung nào cả. Một tuyên bố của lực lượng vệ binh cho biết, một số lượng lớn tên lửa hành trình đã được bổ sung vào khạm đội khải quân của lực lượng vệ binh. Những tên lửa này có khả năng mang đầu đạn cực mạnh, không thể phát hiện và có thể gây ra thiệt hại lớn, cũng như đánh chìm mục tiêu theo cnn các báo cáo cho biết hezbollah đang âm mưu tấn công israel trước iran tehran cũng thông báo rằng nhiều loại hệ thống tên lửa tầm xa và tầm trung cũng như máy bay không người lái trinh sát và radar hải quân đã được bổ sung vào hạm đội của nước này báo cáo cho biết những hệ thống này nằm trong số những vũ khí chống tàu nổi và tàu ngầm hiện đại nhất của lực lượng hải quân vệ binh cách mạng theo Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập, các hãng hàng không Ai Cập đã được lệnh tránh không phận Iran trong 3 giờ vào ngày 7 tháng 8, sau khi nhận được thông báo từ Tehran yêu cầu làm như vậy vì cuộc tập trận quân sự. Sakin Gobadi, một thành viên của Ủy ban đối ngoại thuộc Hội đồng Kháng chiến Quốc gia Iran, nói với Newsweek rằng, chủ nghĩa khiếu chiến của Iran đang làm gia tăng cuộc khủng hoảng. IRGCN là tổ chức an ninh đáng sợ và khủng mạnh nhất của đất nước. Đài truyền hình nhà nước Iran đã phát sóng cảnh quay cho thấy một số loại vũ khí vào thứ Sáu. Hải quân tuyên bố chỉ có 210 trong số 2.654 hệ thống được trưng bày vì lý do an ninh. Iran sở hữu một trong những chương trình tên lửa lớn nhất ở Trung Đông, coi loại vũ khí này là lực lượng gian đề và trả đũa quan trọng chống lại Mỹ và Israel trong trường hợp chiến tranh trong khi đó mỹ đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc với iran rằng nước này sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu tiến hành tấn công israel theo tờ the world trus một quan chức cho biết mỹ đã gửi thông điệp rõ ràng tới iran rằng nguy cơ leo thang căng thẳng lớn nếu họ thực hiện một cuộc tấn công trả đũa đáng kể vào israel là cực kỳ cao theo văn phòng giám đốc tình báo quốc gia mỹ iran được trang bị số lượng tên lửa đạn đạo lớn nhất trong khu vực Trước khi chết, Hanige tuyên bố Israel đã giết hại 60 thành viên trong gia đình ông trong suốt nhiều năm, tờ New York Times đưa tin. Trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, Israel đã tăng cường các cuộc tấn công vào Gaza. Theo Cơ quan Phòng vệ Dân sự Palestine, ước tính có 15 người thiệt mạng do vụ đánh bom của lực lượng phòng vệ Israel IDF vào hai trường học đang được sử dụng làm nơi trú ẩn cho người Palestine di tản ở phía Bắc giải Gaza. Israel đã củng cố phòng thủ trong nhiều tháng kể từ sau cuộc chiến ở Gaza nổ ra vào tháng 10 năm ngoái khi Hamas bắn hàng trăm tên lửa, máy bay không người lái và đột kích vào Israel. Tuy nhiên, mức độ khẩn cấp đã tăng đáng kể trong 10 ngày qua khi cuộc xung đột tương đối kiềm chế với phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở miền nam Liban hiện có nguy cơ dẫn đến cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực. Hàng chục nghìn người đã được sơ tán khỏi các khu vực miền Bắc Israel trong tầm bắn của đốc kết Ebola kể từ sau khi xung đột nổ ra. Nhiều khu vực biên giới của Israel giờ đây gần như bị bỏ hoang. Mặc dù vậy, đốc kết của Ebola có thể bắn sâu hơn nhắm tới các mục tiêu nhạy cảm như thành phố Cảng Haifa ở miền Bắc Israel. Bệnh viện Tham Bam của thành phố được đặt trong tình trạng báo động từ tháng 10 năm ngoái và đã sẵn sàng cơ sở ngầm 3 tầng kiên cố để điều trị cho bệnh nhân. Ông David Ratner, người phát ngôn của bệnh viện, chia sẻ, chúng tôi đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Quân đội Israel hiện trong tình trạng cảnh giác cao độ. Cuối tuần trước, họ đã tăng cường hệ thống báo động không kích và phát sóng cảnh báo trên toàn quốc, bao gồm cả tin nhắn văn bản theo thời gian thực để gửi đến người dân ở các khu vực mục tiêu. Nhiều hội đồng địa phương đã khuyến cáo người dân giảm các hoạt động không cần thiết luôn ở gần các khu vực được bảo vệ và tránh tụ tập đông người. Tại Hai Pha, các hầm tránh bom công cộng đã được trang bị hệ thống kỹ thuật số để có thể mở khóa từ xa trong trường hợp xảy ra một vụ tấn công. Yai Zimmerman, người đứng đầu Bộ phận Dịch vụ Khẩn cấp và An ninh của thành phố cho biết một số bãi đậu xe ngầm đã được phê duyệt làm nơi trú ẩn tạm thời với đủ chỗ cho hàng nghìn cư dân nếu cần. Tại thành phố Ramla ở miền trung Israel, dịch vụ xe cứu thương quốc gia Magen David Andom, gọi tắt là MDA, đã thu thập máu hiến tặng trong một trung tâm dịch vụ dưới lòng đất, được che chắn bằng những bức tường bê tông cực dày, cửa chống nổ và cửa ngăn khí. Chúng tôi đối mặt với mối đe dọa từ Iran, từ Hezbollah, các cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn, mối đe dọa lớn đối với nhà nước Israel và chúng tôi muốn đảm bảo đã sẵn sàng cho mọi tình huống, một đại diện của MDA cho hay. Tuần trước, Bộ bảo vệ môi trường Israel đã đánh giá tình huống để quyết định cách tốt nhất bảo vệ các nhà máy có hàng tồn kho có thể nguy hiểm nếu bị tấn công bằng tên lửa hoặc cách đối phó với một cuộc tấn công vào tòa nhà có chứa amiang. Quân đội Israel cho biết, bộ tư lệnh mặt trận nội địa thường xuyên liên lạc với các nhà máy và chính quyền địa phương để duy trì bức tranh toàn cảnh về mức tồn kho của các vật liệu nguy hiểm trong khi đó tập đoàn Baran đơn vị vận hành một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất ở phía đông Địa Trung Hải tại Haifa chia sẻ họ đang làm việc để duy trì an ninh năng lượng và tính liên tục của việc cung cấp nhiên liệu cho nền kinh tế ngoài ra chính phủ Israel cũng chuẩn bị cho kịch bản người dân rút tiền ồ ạt khỏi các ngân hàng Ngân hàng Trung ương Israel khẳng định lượng tiền trong hệ thống ngân hàng sẽ vẫn đảm bảo phát biểu khi thăm cơ sở tuyển quân Hen Hashomer và gặp gỡ những người nhập ngũ hôm 7 tháng 8 Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói, tôi biết rằng người dân Israel đang trong tình trạng cảnh giác và tôi yêu cầu các bạn một điều, hãy kiên nhẫn và bình tĩnh. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho cả phòng thủ và tấn công. Chúng ta đang tấn công đối phương và cũng quyết tâm tự vệ. Ông bày tỏ niềm tự hào về các binh sĩ, quân dự bị và quân thường trực, gọi họ là xương sống của dân tộc những bình luận chấn an của thủ tướng netanyahu đưa ra trong bối cảnh người israel đang thấp thỏm trước nguy cơ một cuộc tấn công của iran và các nhóm ủy nhiệm để đáp trả hai vụ thủ lĩnh hezbollah và hamas bị ám sát giới tình báo phương tây dự đoán iran có thể triển khai một cuộc tấn công trả đũa trong tuần này tuy nhiên cách thức và quy mô vụ tấn công vẫn là một bí ẩn